người ta đã có những con tướng người ta cần rồi, với lại lên là hệ tộc đang đẹp, đang sáu thiên thần với con Hammer với con Timo vứt vô đang đẹp mà cứ thế, cứ thế thôi. Đúng rồi, pha đó mình chậm tay, mình không kịp bỏ, mình suy nghĩ, mình đang tính tổng tổng thống kê tiền xem có đủ up level hay không ấy. Chứ mình tính kịp là mình bỏ 6 tinh thần vào thì mình ăn rau đó rồi, mình đâu có thua. Thôi, mất hết rồi. Rồi lấy kháng phép đi. Đừng có gieo cho tao hy vọng đấy con long tộc này. Mấy cái ván mình không cần cái ấy, mấy cái ván mà mình không cần cái con mình không cần cái Sojin ánh sáng thì nó lại ra Sojin ánh sáng ấy. Mấy cái ván mình đánh Kalista hay Afea khủng hay là cái gì đó thì cần Sojin ánh sáng thì nó lại đếu ra game liền. Cả ven 2 ở đây nhỉ. Oh, cứ để đi, để mà đép. Từ á, đó là hai con Brain, một con này ta, bán mẹ mày luôn đi. Nên chơi phóng lợn không nhỉ? Hay là chơi Brain kỵ sĩ tặng gì hai nước mắt này? Để xem cái đồ này là đồ gì. Bút rồng kiếm phóng lợn nhé, long tộc eco phóng lợn. Eco phóng lợn đi. Có vô cực rồi này. Long tộc để eco nhặt đồ. Thôi long tộc thêm ma làm gì, phóng lợn là phóng lợn, long tộc là long tộc. Có leo na là không nên bán, chắc là bán con IRE không? Bán IRE cũng hơi phí, tí roll mà nhiều khi IRE nó lên 3 tăng ngon hơn con Aatrox.
Làm cái cung trước ha. Đó, mình lưu chiếc vài ra để mình đi ở dưới á, mình nhặt đồ cho nó chuẩn chuẩn một tí để bắt đầu mình bán hết long tộc đi sau. Bán xíu máu đi, xong tí nguyên chích lại để giữ lượng máu nhất định ấy, mình đi nhặt đồ nó dễ. Làm thêm cái găng nữa đi, găng hoặc cung, chắc là cung đi, cung săn ngon hơn. Không cần bán tướng cũng nhận được trứng mà. Dư một cái cung thì mình làm cùng cung cũng được. Cái trứng này tí nó tự nở rồi, trứng dây đá về là xong mà. Tiền ra người đá, tới ra người đá bán hết long tộc đi. Giờ sẽ lưu xích tới ra người đá bán hết long tộc đi sau. Nghĩa là bán xét luôn, đừng cho nó lên 2, bắt gom lỗ 1 tiền. Sáu bên thì kệ. Giết được 2 con, ngon. 3 con không? Ừ, 3 con. Ngon. Không thằng nào ngắt nổi cái lưu sức mình đâu. Ôi, trứng cút cũng được mà, trứng cút cho nó nhanh. Cho nó ra nhanh, ra tiền nhanh, lên mốc sớm gì đó. Bán Uriel luôn đi. Revenge. Rồi xong round này mình sẽ bán đi và vứt 4 quân đoàn vào, bắt đầu đép. Đúng không? Là bắt đầu đấm lại chúng nó. Anh ơi, cái xoăn. Ây, tới round người đá, xong round người đá cũng 50 tiền. Tới round người đá nó bán 3 con này đi là muốn 50 tiền rồi. Long tộc của mình toàn chính cú thôi. Ui, mất luôn rồi kìa, vãi đái kìa. Hỏi chấm phát. Ui không thì chẹ, chọi cái bẹp. Chọi cái bẹp phát giết được con này là 1-2 con. Chứ gì đã mực Sojin rồi, càng tê à. Đấy anh em thấy chưa? Tôi chơi long tộc chính nó toàn thế này này, chứ cái gì. Chê được cút luôn nè. Ba. Ôi được quả trứng được ba. Cũng được. Tiền đi. Đấy 50 đồng đấy không? 4 quân đoàn vào. Được ngay. Đây. Đâu cũng vào đấy 60 máu. 50 tiền. Rau này luôn được 17 tiền. Đấy, bán đi, bị roll mua mới có 1 tiền vào. Đấy, thú tượng hay chóc. Không biết có 1 tiền nào để chuẩn bị roll. Thì nó rốt cho 1 tiền nhiều mà. Do mãi lên lên. 3 con viên một lúc. Bobby hơn, Naughty này. 52 này. Đi về với ta này. Naughty 2 từ từ.
đang tranh thủ roll đấy. Thấy không? Bạn đi ra đi thì nãy giờ đâu có đi ra 2. Bạn đi là phí có đi ra 2 không? Mình có thể giết cái tố tượng luôn. Đấy, giờ đép lại. Đó rồi. Solo. Solo. Ủa, các ma luôn. Càng đấy nhở. Đây. Mình cứ chốt, mình cứ chốt cái con nào tăng hết. Bây giờ Leona lên 3 thì cho Leona tăng. Đó. Leona 3 thì cho Leona tăng. IV 3 cho IV tăng. A chốc 3 đưa đồ tăng cho A chốc. Thì tử. Chưa cần đưa đồ đâu. Galio luôn, vãi đái. Cầm thì không ra. Đấy. Ván này mà đánh long tộc, 5 long tộc luôn. Lucian luôn này. Tiếc thế nhở, thôi phóng lợn thì cho ra phóng lợn đi. Đấy, leo ma này. Đi re này. Đánh cái gì cho nó ra cái đấy luôn. Leo ma nữa này. Rồi ván này các bạn biết ai tăng rồi đấy. Các bạn biết ai là người tăng rồi đấy. Đại ca leo nè. Áo đại tỷ. Đại tỷ. Trời ơi, A phè. Xin con A phè. Tổng, tổng 8. Đặt tên đỏ cả năm xong top 1 luôn ạ. À. Một cháy ạ. À. Càng thế nhờ. Cửa ánh sáng xài cũng được. Nếu mà nó ra cửa ánh sáng thì xài luôn để tăng cái tỷ lệ chính mạng lên, chọn cho thốn cũng được. Mình thích cùng cung, cùng cung cửa liên nha. Sojin ánh sáng nhé, cùng cung Sojin ánh sáng.
cung này, Sojin ánh sáng. Xài cùng cung nhiều rồi đúng không? Tới giờ xài Sojin ánh sáng rồi. Cùng cung mình xài nhiều rồi anh em. Làm ván Sojin ánh sáng đi. Làm ván siêu chạy đi. Cùng cung nhiều rồi. Xài chốc nhiều thế. Mẹ còn con cuối nó không ra kìa. Ui chết mẹ gặp mực. Còn mất tiêu mực luôn. Mất tiêu luôn. Ôi gặp mực sợ quá, mất tiêu luôn, mực luôn. Mất tiêu luôn. Bắn nào luôn. Đi bắt lại. Mất tiêu luôn. Con Leona lên để trêu đấy ta. Thôi Leona đã tăng rồi thì bỏ đi chốc đi. Để mở nó. Đây Kalista này. Rồi. Hai em lên đi. Để nó vứt reo ra coi. Solari. Gặp gai. Rồi Kalista 3. Anh chốc khá nhiều, anh hiểm cũng hiến phết. Rồi leo nè. Vậy cơ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã xa rất nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Một thư đến không còn em nữa. Mất tiêu hai con luôn. Mất tiêu và rớt luôn. Vẫn là 4.1 thôi, không thoát được cái 4.1 đâu. Thế đeo nào. Em tự quên đi. Ván này mình thêm được con Iretan đấy nhỉ? Làm cái bút rồng cho con này nữa là đẹp. Giờ để tiền ốc chín thôi. Nghe muốn được donate không? Bây giờ ta không không được donate, được donate. Đừng donate, đừng có donate. Đừng có donate. Đừng có donate. Đừng có donate nhá, để mình ghi số tài khoản nhưng đừng donate nha. Chả lẽ vậy.
đó luôn cho Len Len nó xét ở tim bạn thì tim đa vật lý nó cái nó xét làm gì, nó cứ vút rồng không hơn á. Đặt phóng 5 cái, phóng 5 hit là úi. Về đây ra thêm con Ire nữa. Làm quả Ire vút rồng luôn. Không thì hút đồ ra cho con Leona vút rồng. Hút đồ ra cho Leona vút rồng. Ui reo luôn. Hút ra ngán gì mà không hút. Ire còn lâu, mình cứ lên 9 thôi, không có đâu con Ire. Con Leona này, con Leona quái vật rồi. Quan tâm gì nữa. Ồ, Leona tăng ngon mà. Úi dồi ôi, quả Raven của nó không phải dạng vừa đâu. Con Thresh nó móc con Karita rồi. Đừng móc em. Đừng. Gây vào đây đừng chết. Ông bắt ổn đã mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn. Méo ơi con Lucy. Phải đai. Con Lucy thằng này chiến thế. Còn cùng đao à? Cùng đao cho con này nữa à? Được cái nhờ. Chiến đấy. Ôi chết mẹ rồi. Con mực nó để một cái là đi luôn rồi. Nó còn có cả gấu nữa kìa. Ôi mình chọn cái đầy máu luôn à. Căng rồi. Mất tiêu luôn. Tại sao? Thằng nhóc lắc này solo với ông, solo với đại ca là đại tỷ không? À, solo với chị đại không? Má béo thế. Cho pet đi đái nhá. À. Đi đái đi mày. Đạo mắt đái quá rồi, để đi đái nhá. Đái đi đái đi. Đái cái. À. Pet đi đái. Ô tô đi đái phát mọi người. Nó đái hay gì chứ. Ôi giời, hay như bắt gai ấy à. Hai nước mắt cuồng đao Soji. Thêm cái giáp gai cho con Ire không? Nhiều tăng càng nhiều càng vui. Ire gần 3 rồi. Ôi.
Thôi xin lỗi Ire nhá, lỡ lấy nhầm rồi. Tính lấy nuôi con Raven. Tính lấy để nuôi con The Raven. Xin lỗi nha. Lên 3 mà không có đồ. Thôi tí anh tặng cho em 2 cái găng. Đi đi cho anh nhặt 2 găng cho. Nắng chiếu lung linh mùa hoa vàng. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Trời. Tại vì con IRE3 này nó cũng chỉ là tam thôi. Tim mình bây giờ nó không thiếu tâm nữa mà mình đang thiếu đam. Đâu nghiêm túc mà, lấy cái này là nghiêm túc mà bạn. Đấy đồ nghiêm túc mà. Trôn đâu? Mấy ông lại cứ tưởng tôi trôn à, không hề. Trôn đâu? Bắt ra xua này. Để tí nuôi con Raven thật mà. Raven hay nước mắt trợ lực lắm. Chắc cho con này cái gậy để tí núp siêu nhiều. Anh em lại không thích, không biết Raven cốt la Akali của tôi rồi. Thôi lần này thua rồi đấy. Biết mà. Phải có thêm con Raven nữa để tí nó phụ đam. Raven cùng đam không ngon bằng Raven hay mắt đâu. Tại vì tí đánh 6 quân đoàn này cần lắm. Đây 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 đây, lấy cái này nhé. Lấy cái này nữa là đẹp. Lấy cái này cho Ire cũng được. Bọn nó không ai lấy đâu. Hứa luôn. Đồ đấy ai lấy. Teo 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 teo. Không cần kêu. Kêu tí tự rôn mà ra đây, Raven đây. Không, yên người ta chơi. Ui quen hai nước mắt cũng ngon. Em suy vong đi. Hay cho 6 quân đoàn thì luôn ta. Lên chết rồi cho 6 quân đoàn. Ủa sao gặp mực hoài không gặp thằng Lucy ta. Ôi chưa chết kìa. Ôi tôi chưa chết rồi. Tôi chưa chết là bỏ mẹ rồi. Á à, chọi mít kìa anh em ơi. Chọi mít kìa. Anh em ơi chọi mít. Chọi mít hay chọi chung bút 7 ta. Hình như chọi chung bút 7 đúng không. Chết cụ mày đi. Chạy chung bút 7. 7 máu không? Thua tên này 7 máu không? Ừ 7 máu đẹp. Cố tình thua tên này đấy. Các bạn phải hiểu. Tôi cố tình thua đấy. Ui đẹp mẹ quỷ thứ à. Sẽ là quỷ thứ. Reo quỷ thứ trông đần vãi lín. Độ này đâu có ai xài quỷ thứ đâu. Ủa sao tôi có đúng cái quỷ thứ vậy? Không có gì thêm à? Đấy, thằng này tính ám toán mình này, được không? Rồi, chuẩn bị nhét 6 quân đoàn. Má, thằng này nó Action 2 luôn này. Căng thế nhở? Qua quái mình sẽ nhét 6 quân đoàn mua nhá. 6 quân đoàn mới đủ đam đấm bọn này được. Bọn này bắt đầu nó mạnh lắm rồi đấy. Ừ, bút 7, à ha. À ha. Ừ hứ. Không, tí mình xài con Garen cũng được mọi người ạ. Tí mình xài Garen để tận dụng cái quỷ thư cũng được. Phá bút 7 luôn. Xài Garen đấy. Thứ nhất là tận dụng quỷ thư, thứ hai là phá bút 7 cũng được. Để
Garen đi với Riven cũng được hai con thần sứ. Rồi bỏ Gwen nhé. Kiếm con Garen khỏi cần hai con ấy cũng được. À, đây, đây. Suy vong mình cho con nào đây ta? Suy vong cho Aatrox, đến mình đổi suy vong cho Kêu. Vút 7 cho Aatrox luôn. Tí cho Kêu. Chỉ thư cho Nautilus đi. Rồi, 6 con đoàn, 3 thiên thần. Có mất thiên thần đâu, mất gì đâu. Chết, mày đứng đấy. Mày đứng đấy, mày chết. Mày ngon, mày đứng đấy. Này, nhờn, nhờn. Múa đi, múa đi, múa đi. Ây á, không hụt nữa. Hụt. Dậy, múa đi, sao không múa nữa. Raven phải có thêm cái level 2. Raven level 2 là chọn sẽ có đam. Garen 2 là binh. Trên mây muốn nhà trôi thiết tha, mắt mình trong nơi xa vời, trong sân đến ngang nhìn vui. Tìm băng đồ. Này chết luôn này, chết luôn này. Ây da, không chết. Ây da, nó mút anh em ơi. Đánh nó. Đúng rồi, đừng để nó mút. Ừ. Mút không được thì đi. Mút không được thì chết đi. Mút ai? Chính Mlem ai? À này nó chơi cục nhỉ. Con này kỵ sĩ cục thật. Để sao mực giết. Trời ơi, đây, giết kiểu này này. Úi giời, diệt hay là hai kiếm nhỉ? Diệt hoặc là hai kiếm là ngon. Hai kiếm thì cho kêu phụ đam. Lấy kỵ sĩ cũng được. Mà thôi, tăng không thiếu đâu. Kỵ đây ngon, mình thấy cái kỵ đấy rồi. Nhưng mà team mình không thiếu tanh. Team mình không hề thiếu tanh. Nên mình không cần cái kỵ đấy. Mình cần thêm đam mọi người ơi. Team không thiếu tanh. Trốn bên này rồi.
Raven Raven thế. Raven chỉ hiếp. Á, à, chạy đi vô không khí kìa. Chạy vào không khí à? Cũng chạy vừa rồi vào không khí rồi đấy. Chạy vào không khí kìa anh em. Kalita chạy bị lỗi, không chạy bị lỗi là chạy tiếp theo là chết mạng đó rồi. Lỗi kìa. À, ơi. Game lỗi kìa. Ảo thế nhở. Game lỗi ạ. À, thật sự. Ơ, à, gặp nữa hả? À, xếp như vậy thì đẹp. Xếp như vậy thì bỏ mẹ bạn rồi. Thôi xong, hai con carry còn sống luôn. Ơ, à, mẹ lại tự chạy vào. Ừ, con mực chết rồi. Con mực chết, Ire Leona gắn em ơi. Ire với Leona gắn team, đi, sắp đôi. Sắp đôi luôn. Ui ơi, sắp đôi. Người ta gọi là sắp đôi. Mà em tưởng gì. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình test tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dễ, châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Xong rồi thì trẻ trâu vô địch.